Đó, cuối cùng làm rất là lâu, trong vòng 6 tháng chờ, bây giờ 6 đô la không rút được, buộc phải bán cho Cường với 100 ngàn đồng. Thấy chưa? Kinh khủng chưa? Đừng bao giờ kiếm tiền dễ dàng. Làm việc dễ dàng thì không có nhiều tiền đâu, đừng có ham, ham là bị lừa. Thấy chưa? Đây bắt đầu là tài khoản bay vô của anh này. Anh nhận được là có chỉ có mấy đô la này thôi, nhưng mà cái thằng trên internet là nó nói là kiếm được 1.000 đô. Anh đã tưởng là anh đang có 6.000 đô, anh nhờ Cường rút. Đây, tài khoản Blank chỉ có 6 đô la thôi. Đây là 6 đô la chứ không phải 6.000 đô nha. Đây là anh đang làm việc. Anh bắt đầu làm việc từ khi nào anh? Cách đây hơn 4 tháng rồi. 4 tháng đúng không? Và anh làm trước đó anh cũng có làm nhiều trang web nhưng mà không được trả tiền đúng không? Đúng rồi. Đó. Thì các bạn hãy thực sự cảnh tỉnh nha. Tại vì đây là những cái trang web mà anh đã làm này. Trang này, Alexamaster nè. Đây là Alexamaster nè. Còn trang nào nữa không? Mấy trang này. Anh hiện tại là phải bán xe và cầm đồ và thậm chí là có thể vay tiền ngân hàng luôn, tại vì là muốn kiếm tiền trên mạng. Rất kinh khủng. Anh mới vay 30 triệu bây giờ đóng nãy ngân hàng tháng thứ hai. Đó. Là anh, tại vì anh nghỉ việc đúng không? Anh nghỉ việc xong để làm cái này đúng không? Anh nghỉ việc Việt Nam của anh bỏ hết rồi, quay ra làm cái này mà. Dạ. Đó thì rất kinh khủng. Mà không biết là có bao nhiêu người là bị lừa như vậy nữa. Cứ tưởng là kiếm tiền trên mạng là có được 1.000 đô, 2.000 đô mỗi tháng mà cứ vậy mà làm. Thì hôm quay clip này là để mọi người cẩn thận thôi ha. Cẩn thận với lại mấy cái kiếm tiền mà đơn giản thôi. Nhất là mấy cái kiếm mà pay to click á, click quảng cáo á, là nó chỉ trả cho các bạn vài đô như thế này thôi, nhưng mà nó lại... Đây em nói em nghe là không phải là một ngày em mở máy tính này coi như là 1 giờ đồng hồ đâu, hầu như 24 trên 24 giờ mà cuối cùng là số tiền được vô đây. Đó, rất kinh khủng chưa? Làm việc cực lực. Nay là bao nhiêu? Nay là gần 5 tháng trời. Tính sang đây là bao nhiêu cái hồ sơ đây nè? 147 ngày. Đó. Tính là bao nhiêu? Làm việc trong vòng 147 ngày là liên tục gần như là 24 tiếng mỗi ngày. Đây là được khoảng được 6 đô la, có nghĩa là 120.000 đồng ha. Làm nửa năm được 120.000 đồng. Đấy các bạn. Mày xem ha. Em nghĩ là anh bỏ luôn cái mảng này đi đừng làm nữa, thì đó là cái kinh nghiệm thôi. Còn nếu mà anh thực sự làm thì anh nên đi học một cái chỗ nào đó để người ta hướng dẫn cho anh. Anh đừng có theo một cái website trên mạng nữa. Đến bây giờ anh đâu có nhớ được website nào đâu phải không? Nó nhiều lắm, là nếu mà máy tính mà truy cập vào cái website đó thì chục ngàn cái trang web nữa, nhiều lắm, mà đến nỗi mạng anh tải không nổi nữa. Vậy hả? Đấy. Đấy bây giờ thì thời gian thì mất, tiền thì chỉ được có vài chục ngàn thành như là vậy thôi. Bây giờ nó như vậy thì bây giờ tính làm sao, bây giờ mất thì cũng phải chịu chứ bây giờ biết làm sao giờ. Đấy, má mất nửa năm nay giờ xe cộ bán hết vay tiền ngân hàng này kia, bây giờ đứng này đau đầu chứ không phải giận mặt được. Anh vừa đi xuống đây anh còn phải đi xe ôm vay tiền con em đi xuống đây đi xe ôm có tiền mà đi hết sạch tiền luôn. Nó trắng tay luôn, bây giờ không có tiền đâu. Bây giờ cứ tưởng là kiếm được tiền trên mạng. Cứ tưởng đây là có 6.000 đô, 6.000 đô là mình rút ra là mà cái số tiền đó mình đảm bảo là mình trả tiền được cho ngân hàng, mà bây giờ cái này là chết luôn. Đó. Cẩn thận nha, cẩn thận với kiếm tiền trên mạng. Bữa anh click quảng cáo rồi đó. Làm một cái công ty nghiên cáo của thị trường. Yeah. Của Liên bang Nga, nhưng mà tiền của Liên bang Nga nó quy định ra là một đô thì làm 64 rúp đúng không? Rúp đúng rồi. Nó nhưng mà một ngày á là nghiên cứu thị trường nó cho mình làm ra là được 10.000, hơn 10.000 rúp. Dạ. Thì tính ra khoảng được 150 đô. Dạ.
tiền Mỹ đúng không? Dạ. Nhưng mà cái thẻ ở ngân hàng Mỹ nó có chuyển sang Việt Nam đó. Mà tại sao cái đó không có rút được về đó? Vấn đề là anh bị scam thôi. Một công việc mà kiếm được 150 đô mỗi ngày á, nó không phải đơn giản đâu. 150 đô mỗi ngày có nghĩa là một tháng anh kiếm được khoảng 4.500, đúng không? Một tháng 4.500 là 100 triệu. Công việc nghiên cứu thị trường đó nếu như mà thực sự có á, thì có rất là nhiều người làm. Có, nhưng cái mấy trang web đó rất là khó, chứ không phải là nó làm cho mình, không phải là ở đâu trên mạng nó cũng lan tràn như vậy đâu. Anh cũng vô nhiều cái dịch vụ đó mới có mấy cái trang web đó, chứ không phải tự dưng có. Nó không có lan giải như bên ngoài là quảng cáo trên internet ở đâu. Thì là khi mà anh tin tưởng nó rồi thì anh sẽ bị nó lừa thôi. Đây không phải, tại vì nó mình yêu cầu mình kê cái tài khoản, cái thẻ ngân hàng để cho mình, giống như nó bảo là bây giờ là có một cái thẻ ngân hàng để nhận tiền á, thì nó sẽ nâng cao cái cuộc nghiên cứu thị trường cho mình nhiều hơn. Dạ. Để cho mình có cái thu nhập ổn định hơn. Nên là nạp tiền vô đúng không? Thì không có nạp tiền vô, mình kê cái thẻ đó vô, nhưng mà nó cài cái thẻ đó vô nhưng mà không có thanh toán, rồi nó vẫn cứ nằm tiền trên tài khoản đó. Bây giờ anh mở cho em coi thử cái khoản tiền đó thôi. Cái trang đó mà bây giờ tại vì có hôm nó bị đau cái máy nên là nó cũng xóa hết cái tài khoản này rồi, nên là bây giờ anh phải nộp giấy tờ nhà ra anh mới biết được. Đã anh quên luôn cái trang web đó rồi. Thì cái này là kiến thức về internet của anh là chưa có nhiều, cho nên là khi đôi khi anh đọc những cái thông tin đó là dễ bị ấy lắm. Đây là không phải là lần đầu tiên mà rất là nhiều người đã gọi cho Cường về cái vụ mà rút tiền dùng. Mọi người hình như là có một cái ngưỡng nào đó, ví dụ như là 6 đô la, cái website thằng lừa đảo nó nói là 6 đô la là có thể rút. Nhưng mà mọi người cứ nói là tại sao tôi không thể rút được. Cái lúc mà rút á thì mọi người nói là bị giới hạn bởi 10.000 đô la. PayPal làm gì có giới hạn 10.000 đô la rút đúng không? Cho nên là Cường mới thắc mắc, thì hôm nay mới gặp được anh đây này. Nó kêu là vô cầu mà được 2.000 đô thì là được rút rút tiền, mà khi đó đây là cái sổ sách mà anh ghi lại là nó không mà yêu cầu rút tiền á, thì nó một phút sau một trang giống như là một trang bên em đang làm việc đúng không? Dạ. Anh pin à? Đây giống như một trang bên em đang làm việc mà anh mở trang bên đây là anh để anh yêu cầu nó thanh toán đúng không? Dạ. Thanh toán lúc sau á thì mới đầu yêu cầu nó báo lên cái internet á là coi như yêu cầu gửi thanh toán của bạn đã thành công, chúng tôi sẽ thanh toán trong 24 giờ. Cái một lúc sau cái trang làm việc này mình vẫn làm việc bình thường, cái tự dưng nó đau luôn, nó đình chỉ mình luôn. Thì đó, nó lừa rồi, nó lừa có nghĩa là nó không có lấy tiền của anh nhưng mà nó lấy công sức lao động của anh để nó kiếm tiền đó. Tự dưng nó như vậy rất chi là tức tối. Bây giờ là mất công không trong vòng cả bao nhiêu tháng trời, cứ tưởng là có mấy ngàn đô đúng không? Đây không có rồi, không có cái ngàn mà đâu. Thôi kệ đi anh ơi, em nghĩ là những cái trang như vậy thì ra không có trang là trả tiền đâu, có trang trả mấy đô à, bỏ đi anh ơi, trả bao nhiêu hết á. 6 đô la thì bây giờ anh chuyển cho em đi, em trả tiền cho anh. Thì đấy, em chứ bây giờ 6 đô anh đâu rút được đúng không? Bây giờ em lấy cho. Cậu này là chết luôn mà bây giờ anh cũng đuối mà không biết về nói thế nào. Thì bây giờ là thiếu ngân hàng rồi tới... Mà nó rút từ ngân hàng của nó mà năm nay bây giờ nó đang bị bệnh tim. Mà bây giờ nó rút giấu về nhà nó, mà bây giờ chồng nó chưa biết, mà mẹ má chồng nó biết rồi, mà chị chồng nó biết rồi, mà bây giờ mà chồng nó chưa biết mà biết chị chồng nó biết nó là còn mệt luôn. Là cái chị đó thì giúp bạn anh đúng không? Xong rồi anh sẽ trả tiền lại, nhưng mà bây giờ tiền không có rồi tiếp không? Bây giờ anh vay ngân hàng 30 triệu về, ý là nó số tiền nó có thì anh mới vay ngân hàng 30 triệu. Bây giờ cùng bây giờ kiểu này anh mới chết cầm lưng, anh giờ anh trả lợi thực chất nữa. Dạ, ờ, khó khăn.
đi làm cái gì ra mà để kiếm được tiền mớ tiền như vậy mau đâu. Mà trả đóng ngân hàng 2 năm trời. 2 năm trời tính ra 30 triệu nó thành gần 50 triệu. 30 triệu vay ngân hàng rồi đúng rồi. Tính ra gần 50 triệu mà nó bắt mình nó nói là hỗ trợ mình 31 triệu mấy trăm ngàn thì nó đưa cho mình có 3 triệu cùng thôi. Còn 1 triệu mấy gần 2 triệu nó đóng tiền phí bảo hiểm, nó bắt nó tính tiền phí bảo hiểm của mình coi như mình cái số tiền đó mình không được lấy mà mình vẫn phải chịu phí. À. Chơi kiểu đó. Ủa anh vay trong ngân hàng hay là anh vay ở ngoài? Vay trong ngân hàng. Thôi bây giờ em nghĩ là bỏ luôn đi, đừng nghĩ tới cái việc nhức đầu luôn, bây giờ chết luôn, bỏ luôn đi kiếm tiền trên mạng đi. Đó đó, nhiều người đó nếu mà may mắn đó thì họ còn giữ việc làm, họ làm buổi tối. Có những người mà bỏ luôn làm full time á. Vì anh ở Việt Nam mình có nhiều cái trang web cảm như bán vé máy bay là làm đối tác tiếp thị liên kết rồi đấy. Yeah. Thì anh cũng không có làm, anh biết nhiều lắm nhưng mà anh cũng không có làm. Vì... mấy cái đó thì thực sự là nên làm tại vì nó khó và nó mang lại tiền thiệt. Tiếp thị liên kết ở trong Việt Nam mình và anh cũng có đăng ký nhiều cái trang web rất là nhiều, nhưng mà nhiều cái thậm chí của trang nước ngoài nữa nhưng mà cũng bán được sản phẩm đó. Nhưng mà làm thì nói chung mà để mà thành công thì thấy nó cũng lâu lắm, rất chi là khó chứ không phải là dễ. Mà để mà bán hàng được, thu hút được khách hàng mua nó và không phải chuyện đơn giản. Yeah. Giữa cái thị trường Việt Nam này nó quá nhỏ, với ai cái thị trường bên nước ngoài nó quá lớn. Mà trang web đó là của Hoa Kỳ, nó là của mình. Yeah. Nên là mình truyền bá trong nước mình cũng đâu có được, thì Việt Nam mình đâu có mua được mấy cái đó. Tiền đâu mà mua. Nó tính ra mà có những cái sản phẩm nó tới mười mấy ngàn sao mua. Đó, đâu có đơn giản vậy. Bây giờ mất tính là năm ngoái, năm nay là mất hơn một năm nay rồi. Hơn một năm là anh ở nhà làm liên tục mấy web này đúng không? Làm hết web này đến web khác. Mấy năm ngoái là tính ra cũng mất khá nhiều tiền về với cái chuyện mấy trang web này, mấy cái trang web mà mất khá nhiều tiền. Dạ. Thì còn năm nay thì là cái trang web này 147 ngày là mới làm từ giữa năm nay. Từ tháng 7 đó. Là anh mới nghỉ việc ở nhà nay là được tính là chắc được khoảng hơn 2 tháng. Trước đây anh làm gì? Anh trước anh làm đầu bếp nấu nhà hàng. Đầu bếp hả? Xong anh chuyển sang anh mua bán kinh doanh, bây giờ chán quá thua lỗ cái anh cũng bỏ luôn. Bây giờ anh bảo tôi cái này nếu mà làm có tiền ở nhà đi khỏi đi bán cái kia đi làm cái kia nữa. Dạ. Thế thì anh mới nghĩ anh ở nhà, anh nghĩ là nó tiền như vậy anh mới ở nhà chứ không gì. Cũng nhiều người nói mà đi làm thì ở nhà làm internet thì kiếm tiền cũng khỏe. Thế mà cuối cùng bây giờ mình như thế này, bây giờ mình mới chết luôn. Thế em nói như thế này là không có cái gì là làm khỏe hết trơn á. Nếu mà anh sẽ khỏe, anh sẽ làm ít. Biết sao, anh cũng có cái vấn đề của PayPal này là anh cũng có liên hệ với nhiều đứa người, nhưng mà hỏi ra trên mạng là nó chỉ có đứa nó hỏi mình, hỏi nó rút tiền sao rồi nó chỉ như anh, lúc đó là anh hỏi, có nghĩa là anh đạt được tiền rồi đúng không, sao anh hỏi người ta rút tiền đúng không? Nghĩ là trong đây là nó có ngàn đô như nào đó hỏi, nhưng mà chúng nó chỉ rồi chỉ tào lao không à, chúng nó không chỉ rõ ràng nữa, là nhiều khi anh cũng thấy bực mình là thôi kệ, anh chả biết nào để đó luôn. Là có nghĩa là anh hỏi nhiều rồi, anh định rút từ lâu rồi đúng không? Nhưng mà rút mãi không được nên thôi cứ để đó tới mấy tháng rồi đúng không? Xong rồi nay mới gọi cho em đúng không? Thì tối hôm qua cả đêm qua, tại vì hôm qua là cái vụ mà của con bé, số tiền của nó lớn mấy triệu đó, thì bắt đầu tối hôm qua anh đau đầu cả đêm không ngủ được mà. Dạ, đâu bây giờ cả đêm có ngủ nghe gì được đâu. Cần tiền quá rồi mới rút đúng không? Nghĩ vào bây giờ mà thì nếu mà có số tiền này bây giờ mà rút không, mình không rút được thì mình hỏi mình bán đi cho nó rồi đi thì lỗ cũng chịu chấp nhận nữa. Dạ. Đó. Chứ không thì tại vì chủ yếu là no cho bạn bên kia, bây giờ nó bệnh nó nằm bên đó một đống thì giờ đâu có ai no đâu. Người nhà mẹ nó thì cờ nhà nó thì giàu lắm, nhưng mà nói ra mẹ nó bệnh nhà nó ngán của ra thì sao chết sao. Bà thì cũng bị cao huyết áp rồi bệnh này bệnh kia, thì nó nói thì bây giờ thì
em này em cũng không rành về cái trường hợp hoàn cảnh, nhưng mà chuyện nó như vậy rồi thì chắc phải nói ra thôi chứ ai giúp anh được bây giờ. Bây giờ anh là người bị hại mà, đúng không? Anh là người coi như bây giờ anh là người trung tâm bị hại đó, anh bị lừa trắng tay mà còn âm ngờ nữa, thì bây giờ anh không nói ra thì ai giúp anh được? Thì anh phải nói cho mọi người biết thôi. Bây giờ mới biết người bây giờ nửa năm nay, nếu mà tính cái trang web này là nửa năm này chứ còn gì, đâu có ít ỏi gì nữa. Dạ, nửa năm đó, bóc lột người ta bao nhiêu công sức. Nó không có lừa tiền, nó không có lừa tiền, nó chỉ lừa công sức người ta thôi. Mọi người đều làm và phục vụ cho nó kiếm tiền cho một cái thằng lừa đó thôi. Thì cái thằng đó không biết là thằng nào, không biết thằng nào em, anh mà nhớ thì em lên em đăng trên mạng cho nó tẩy chay chết mẹ. Tính ra năm nay bao nhiêu nó kêu á nè, cái lúc đó anh truy cập cái trang web này anh nhìn thấy như vậy thì nó nói ngồi nhà treo máy không cũng có tiền, nhưng mà anh không nhớ là cái trang web nào vì anh truy cập mạng mà nhớ được rất chi là nhiều. Ngồi nhà treo máy không cũng có tiền đúng không? Đấy thì giống như nước sống này này. Đó, cái trò nước sống này ngồi cứ 1 điểm hay 2, 30 điểm thì mình cứ nghĩ là được bao nhiêu đô đấy. Đâu có nghĩ như vậy, tại cái trang web này là nó bán giao thông phục vụ chất lượng cao mà.